chào quý vị các bạn, tôi là Nguyễn Mạnh Trung, là giảng viên của Trung tâm dạy đồ ăn của Tàu Vàng. Hôm nay tôi đến với các bạn với chuyên mục là nấu gì hôm nay. Như các bạn biết đấy thì trong cái thực phẩm ăn hàng ngày ấy, thì nó có rất là nhiều loại thực phẩm, ví dụ như thịt bò, thịt gà, tôm, cá, rau cũng thế, thì nó có rất là nhiều loại rau. Thì các bạn thấy hôm nay ở đây tôi có sử dụng một cái loại rau, gọi là rau hay còn gọi là rau mầm, đấy là cái măng tây. Thì trước đây cái măng tây ở Việt Nam mình thì chưa trồng được và toàn phải nhập khẩu bên nước ngoài về thôi. Bây giờ thì măng tây được trồng rất là nhiều ở Việt Nam và những cái đất quanh thành phố Hà Nội này, ví dụ như bên Đông Anh đấy, và trong Đà Lạt người ta cũng trồng được măng tây. Thì cái măng tây này thì cái chất lượng dinh dưỡng cũng như là các cái vitamin và khoáng chất thì rất là nhiều. Và khi chúng ta chọn măng thì các bạn cũng phải để ý là cái cây măng tây làm sao nó phải xanh đều và nó mập, không có các cái vết sâu họng úa héo gì, thì là các bạn sẽ sử dụng. Còn thịt bò thì hôm nay đây thì tôi sẽ sử dụng là thịt bò là nguyên liệu chính. Thì thịt bò thì các bạn sẽ chọn những cái miếng thịt bò mà khi mà chúng ta cầm, chúng ta cáo cái cảm giác nó có cái độ dính tay, thì lưu ý chúng ta sẽ biết được là cái miếng thịt bò của chúng ta có ngon hay không. Còn nếu mà các bạn sờ vào cái thịt bò nó mất độ dính hoặc là bị nhớt thì chắc chắn cái thịt bò đấy nó không tốt rồi. Đấy, thì với hai nguyên liệu chính này, ngày hôm nay thì tôi sẽ làm món là thịt bò cuộn với măng tây. Thì khi mà chúng ta làm cái thịt bò này thì chúng ta phải chú ý là chúng ta thái mỏng ra thành những cái lát to bản là sao để chúng ta cuộn được một cái cây măng tây này. Đấy. Với cái khổ thịt như này thì các bạn không nên cắt một, và các bạn sẽ cắt hai miếng. Và sau đấy các bạn sẽ được cái miếng nó sẽ to bản như này. Còn nếu mà cái khổ thịt nó mỏng như này mà chúng ta cắt một lát ấy, thì nó chỉ được cái miếng nó bé thôi, khi chúng ta làm thì rất là khó. Khi các bạn đã thái xong cái phần thịt bò này thì các bạn sẽ ướp cái phần thịt bò. Các bạn sẽ ướp này một chút lá thơm tổng hợp. Muối. Hạt tiêu. Một chút đường. Khi các bạn ướp thì cái thịt bò này các bạn không nên ướp lâu quá, vì nếu mà ướp lâu quá cái thịt bò nó sẽ không được tốt, vì là thịt bò khi nó gặp gia vị thì nó sẽ hay ra nước. Sau đấy các bạn sẽ quay sang sơ chế cái măng tây. Cái măng tây này thì các bạn chú ý là nó có cái phần gốc nó già thì các bạn sẽ cắt bỏ đi, cắt bỏ hết cái phần gốc già đi. Đấy, các bạn cắt bỏ hết phần gốc già đi. Và khi mà các bạn làm chín cái măng tây này thì các bạn cũng phải lưu ý một điều là cái măng tây thì đừng bao giờ các bạn làm cho nó bị chín quá. Nó chín quá nó nhũn, ăn nó sẽ không ngọt và nó mất cái độ giòn đi thì nó cũng sẽ không thơm. Thế này thì chúng ta sẽ bắt đầu làm này. Các bạn sẽ lấy một miếng thịt bò mà các bạn đã thái. Nếu như các bạn thấy nó dày quá thì các bạn sẽ dùng cái sống dao, các bạn dần nhẹ hoặc
không thì các bạn sẽ có cái búa dần thịt và các bạn dần cái, rồi sau đấy các bạn sẽ quấn cái phần thịt bò vào trong cái măng tây này. Các bạn sẽ quấn này, làm sao để cho cái măng tây nó thừa cái ngọn đẹp ra, không quấn phủ kín. Nếu như mà các bạn sợ nó khi mà các bạn làm chín ấy nó bung cái miếng thịt này ra thì các bạn có thể dùng một cái tăm. Các bạn có thể dùng một cái tăm. Các bạn xiên qua cái miếng thịt để các bạn giữ lại cái miếng thịt như này thì nó khi các bạn làm thì nó sẽ không bị tung. Hoặc bằng cách nữa là các bạn sẽ dùng một cái cọng hành lá, các bạn trần qua nước sôi rồi các bạn buộc lại thì nó sẽ đẹp. Khi chúng ta đã sơ chế và cuộn cái măng cái thịt vào trong cái măng tây rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm chín. Thì ở đây thì các bạn sẽ làm chín bằng bơ để làm sao cho cái miếng thịt chúng ta nó sẽ ngọt. Các bạn sẽ dùng bơ thay cho dầu. Và lưu ý là khi dùng bơ thì các bạn đừng dùng nhiệt to quá. Nếu mà nhiệt lớn quá thì nó sẽ cháy cái bơ.
bạn sẽ dùng một chút lá mùi tây. Bạn thái nhỏ. Ở đây các bạn sẽ rắc lên trên phần thịt chúng ta đang áp chặt. Khi phần thịt của chúng ta đã chín thì cái thịt bò này thì các bạn cũng làm chín theo cái nhu cầu ăn của gia đình. Ví dụ như ở nhà các bạn ăn được thái hay là các bạn ăn chín vừa và ăn chín kỹ thì cái đấy tự các bạn chỉnh cái độ chín là sao cho thích hợp với cả gia đình. Còn hôm nay đây thì tôi chỉ làm chín vừa. Thì khi đã chín rồi thì các bạn sẽ bỏ cái miếng thịt ra và các bạn sẽ lưu ý. Nếu mà chúng ta để nguyên cả một cái miếng như này thì khi chúng ta ăn thì rất là khó, đúng không ạ? Chúng ta bây giờ chúng ta làm mấy cái đĩa thì chúng ta sẽ cắt nó ra. Các bạn sẽ cắt cái miếng này ra, cái miếng thịt này ra làm hai, và sau đấy các bạn sẽ bày vào trên đĩa. Làm cái thịt bò này thì độ chín của nó rất là nhanh, cái thời gian chín rất nhanh, nên là các bạn cũng không cần phải vội để chuẩn bị sắp vào bữa cơm. Chúng ta làm chín thì vẫn kịp. Thank you.
các bạn sẽ làm đẹp cho cái đĩa đồ ăn. Các bạn thấy không? Cái đĩa đồ ăn của chúng ta đã xong rồi, nhưng bây giờ cái phần quan trọng nhất là cái phần nước chấm cho cái món này. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải pha một cái loại nước sốt làm sao nó thật là đặc trưng để ăn với cái món này cho nó ngon và nó hơi hấp dẫn hơn. Thế thì chúng ta sẽ sử dụng này cái sốt mozzarella. Các bạn sử dụng 50g sốt mozzarella, 50g kem tươi, 10g mật ong, 20g tương ớt. Và cuối cùng là các bạn sẽ sử dụng 30g sốt cà chua. Chút muối. Chút hạt tiêu. Và nước cốt chanh. Các bạn dùng một chút lá thơm tổng hợp. Nếu như không có lá thơm tổng hợp này thì các bạn cũng không cần cho, cũng không sạc. Và ta sẽ dưới cái phần sốt đây. Các bạn thấy thì với cái thời gian để làm cái món ăn này thì không phải là mất nhiều thời gian, nó không quá khó. Thì bằng chính những cái nguyên liệu mà các bạn thường ngày vẫn hay dùng, mà chúng ta chỉ có làm ra một cái công thức mới và một cái cách làm mới thì chúng ta sẽ có một cái món ăn mới. Thì với cái thời lượng của chương trình đã hết thì tôi mong rằng là với cái công thức chia sẻ của tôi như này thì tôi cũng mong rằng là các bạn sẽ làm được cái món ăn ngon vào những ngày cuối tuần để phục vụ chính bản thân mình và gia đình mình. Thì với cái chương trình Lấu Gì Hôm Nay thì như các bạn thấy đấy thì cũng gọi là Lấu Gì Hôm Nay thì nghe nó cũng hơi buồn cười, nhưng thực ra thì cái này thì là cũng là cái sự băn khoăn của rất nhiều bà nội trợ khi mà trên đường đi làm về và mua cái gì nấu cái gì để phục vụ cho gia đình. Thì tôi mong rằng là các bà nội trợ cũng sẽ tìm hiểu và biết cách đi chợ để làm sao mà làm ra được những cái món ăn để phục vụ chính bản thân gia đình nhà mình cách tốt nhất và hoàn hảo nhất. Xin đi chào quý vị và các bạn.